Vâng, bộ số 10 em xin giới thiệu cho mọi người, đây là một bộ của hãng Ai qua. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm ạ. Sư âm về đâu, nghe người bao đường thương, yêu về miền cô liễu, bên bát sư rừng chiều. Chân thắm thiết câu mộng mơ, ôi rừng đơn hoa sơ, tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai nhớ sang ai mình đây. Vâng, rất là hay mọi người nhá. Vâng, xin giới thiệu cho mọi người một dàn mã số 10 bộ Ai qua. Một dàn thiết kế với hai loa mọi người nhá, mỗi loa 2 đường tiếng. Tôi ghi là hai way bass relay cho mọi người. Trống con này anh cũng rất là hay mọi người nhá, chắc đỉnh luôn. Đó, lưới loa đẹp, không có rách nhá. Cái này lưới liền mọi người nhá, dính liền rồi. Này em không tháo ra nữa. Cái này mà tháo ra thì khi lắp lại nó không được đẹp như thế này. Nó không được căng tròn đẹp như thế này mà nó sẽ nhăn nhó thì không được lúc ban đầu thôi. Nên em không tháo mọi người nhá. Zin nguyên bản. Zin nguyên bản. Đó, chức năng ở giữa là âm ly mọi người nhá. Âm ly chức năng thì bọn này mọi người nghe xem là ba tính năng. Điện thoại, TV máy tính, đĩa CD và đài radio full tần số 108 nhá. Đấy, điện thoại TV máy tính thì mọi người bấm hoặc em bấm video và chéo vào AUX này. Màn hình hiện video như vậy nhá, chúng ta cảm giác phía sau. Đó, tính năng đầu tiên. Chức năng thứ hai là đài radio. Radio thì bấm cho em nút bên cạnh luôn, phải nút tuner nhá. Đây, đây là đài này. Đang đúng lúc có ca nhạc, mọi người cùng nghe thử một đoạn luôn. Chất âm rất là mộc mạc như vậy. Rồi, chức năng thứ ba đó là đĩa CD. Bấm sang cho em là CD đây nhá. Open close này, ra đĩa này. Đây mọi người đợi chút nha. Đây, ra đĩa. Bên này có 3 khay mọi người nhá. Bên này có 3 khay. Cho đĩa vào. Chúng ta nhìn nhá, đánh số này, số 1 này, số 2 này. Cây số 3 nằm trong kia. Rồi chúng ta ấn nhẹ cái nó vào rồi. Đây mọi người đợi chút nha, bây giờ bắt đầu quay đĩa này. Đây, báo là 10 bài nhá, 46 phút 27 giây. Bấm cho em nút play ngay chính giữa luôn này. Ngay ở tầm giữa luôn. Ở play. Rồi, đĩa bắt đầu quay mọi người. Đấy. Rất là hay, không kén đĩa và cũng không vấp đĩa. Đây là phần đĩa CD. Rồi chúng ta chuyển qua máy tính là chức năng đầu tiên. Đó, video có các chế độ equalizer đầy đủ đây mọi người nhá, rock, pop, sắc, rock.
nhạc rock, cái nghe nhạc này rất là hay luôn. Nó kích thước nhá, bộ này có tổng chiều rộng là 72, cao sấp xỉ 31 và chiều sâu của nó sâu là 34 mọi người nhá. Đây là về phần kích thước. Đây em quay tổng thể mặt sau này. Đây loa máy đẹp lắm nha, thùng vách đẹp. Đây là mặt sau. Mặt sau thùng vách thì vuông thành sát cạnh mình này. Góc cạnh của nó vuông vắn luôn nhá. Dây loa. Cái này cũng vậy, góc cạnh đẹp. Dây 3.5 người nhá, cắm đây để nghe điện thoại, máy tính. Cái này dây đài radio, dây này thì dính, người ta dính sẵn vào đây rồi, nó từ trong đây ra rồi. Tí đem cuốn gọn này nhá, em để về chúng ta phải bỏ ra thế này mọi người nhá, chúng ta phải bỏ như em này thì nó bắt sóng được nhá, đừng có quấn chung vào đây, chúng ta phải bỏ ra xa này. Đây dây 3.5 người nhá. Dây loa thì mọi người chú ý của em có cái màu trắng này, màu trắng trắng này là màu dương nhá, còn màu đen không là âm nhá. Đó, số seri nó bị mờ mất nhưng mà vẫn đang còn mấy số đây. Vẫn còn mấy số đầu nhá, 505U. Đó, 505U. Còn mấy số sau nó bị rách cái tem đây. Nên là chúng ta đọc mấy số đầu thôi, 505U. Đây là số seri. Mặt sau đẹp nữa nha, loa máy đẹp cả. Đó, ai qua. Vâng, và giá cả thì em để ở góc phải đây nhá. Ai có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ với em. Đấy, Zalo số điện thoại của em là 0976592986, em gọi nhau đi ô. Đây là mã số 10 mọi người nhá, mã số 10 iQua. Vâng, và em cũng xin dừng lại qua mã tiếp theo ạ. À.